Chào các bạn, trong video này mình sẽ nói về một cái thiết bị mà rất cần thiết cho anh em kỹ thuật thợ điện tử hoặc là thợ vật. Để mà sửa chữa một cái bo nguồn, đặc biệt là trong thời gian gần đây á, là mấy bạn thích sửa cái đèn LED như thế này. Thì đây là mấy cái đèn LED bulb thông dụng nha các bạn. Cái đèn bulb 9W ha, còn cái loại này là 30W ha. Còn cái đèn, một số cái đèn như tiếp LED T8 hoặc là đèn LED âm trần á, thì bên trong những cái đèn LED như thế này á, nó sẽ có một cái bo nguồn LED driver nha các bạn. Đây, những cái loại bo nguồn như thế này. Thì trước khi mà sửa chữa, các bạn đo điện áp á, ví dụ như cái đèn của các bạn á, nó tối thui, nó không có sáng, thì cái việc cần làm đầu tiên là các bạn hãy làm những bước như thế này nha. Đây là các bạn dùng một cái bóng đèn sợi đốt nha các bạn. Đèn sợi đốt hay đèn dây tóc. Điện áp 220V AC nha các bạn. Thay thế cho một cái cầu chì bảo vệ. Cái này á, là nó rất cần thiết cho anh em kỹ thuật nha. Thợ điện tử hoặc là thợ vọc. Hoặc là một số bạn mà thích sửa cái bo nguồn LED driver. Ở đây các bạn mua một cái đèn. Đây là cái đèn dây tóc nha các bạn. Dây tóc hay là sợi đốt á. Nào, bên trong là có cái tim đèn á. Nó là loại như dây tóc, là cái này đèn này thế hệ cũ nha các bạn. Cái loại này á bình thường là nó rất hao điện nha. Nói chung là đời đầu quá các bạn. Hồi trước á, người ta thường hay sử dụng cái bóng đèn này nha các bạn. Và sau người ta sử dụng cái đèn compact á. Và hiện nay á thì người ta chuyển qua sử dụng đèn LED ha. Thì đây á là cái cách kiểm tra khá cũ nha các bạn. Từ khi mà cái thợ lâu năm rồi á, người ta đã sử dụng cái cách này rồi. Thì hôm nay mình sẽ nói sơ qua để mà các bạn có thể áp dụng được. Ngay cả cái thiết bị hiện đại như bây giờ, hoặc là mấy các bạn sửa cái đèn LED hoặc là cái nguồn LED driver. Các bạn ra ngoài các bạn mua một cái bóng đèn dây tóc ha, hoặc là đèn sợi đốt á, để các bạn dùng để thay thế một cái cầu chì để các bạn kiểm tra cái nó bị ngắn mạch, chập mạch. Ở đây là có hai chấu tim đèn nha các bạn. Thì các bạn mua về rồi các bạn lấy cái, có thể lấy dây đồng á, rồi các bạn hàn vô ha. Rồi các bạn để các bạn test. Ở đây mình có hàn hai dây ra nha các bạn. Rồi mình lấy cái này nha các bạn. Cái đầu nó nhanh ha. Thì các bạn nói chung có nhiều loại cách nối, cách đấu. Thì các bạn cứ ở nhà các bạn thích cái nào rồi các bạn làm nó thôi. Ở đây mình dùng một cái đầu nối nhanh. Rồi, các bạn lấy một cái ổ cắm cho mình ha. Các bạn nói chung cấp nguồn cho cái đèn này sáng. Các bạn chú ý nha, cái đèn này nó khi mà nó sáng nó rất nóng nha. Quên nó rất hao điện. Rồi các bạn chỉ cần bật công tắc các bạn test thôi. Nào, cái đèn này cho sáng thôi nha các bạn. Rồi, cái này á, dùng để trong trường hợp mà các bạn thay thế cầu chì để phát hiện chập mạch nha, chập mạch, cắn mạch hoặc là hư chạm nổ IC. Thì cái cách làm này á rất lâu rồi nha các bạn, từ thời cái thợ mà người ta sửa cái tivi trắng đen á, rồi tivi màu á, tivi cổ á, hoặc là áp dụng trong khi mà các bạn sửa cái nguồn tivi nè, nguồn âm ly nè, mấy cái mạch âm ly á, hoặc là cái nguồn LED driver như mấy cái bo mạch như thế này, hoặc là cái nguồn của bếp từ nào các bạn, bếp từ có, bếp phòng ngoại có luôn, rồi nguồn ATX, cái nguồn là nguồn máy tính nha các bạn, ATX nè, nguồn switching là cái mạch nguồn của cái adapter hay là cục sạc các bạn, switching rất nhiều nha các bạn, có trong TV luôn, rồi cái nguồn hạ áp các bạn, cái mạch nguồn này là cái mạch nguồn dùng tụ nè. Các bạn dùng tụ gốm hoặc là tụ quạt. Rồi sau đó các bạn nối vô một cái con IC chỉnh lưu ha. Mấy cái mạch nguồn này mạch nguồn hạ áp hết nha. Cái mạch nguồn này á, mình đã trong một cái video á, mình đã nói đề cập các chế một cái nguồn này để cho cái LED. Thì nói chung ở đây á, là các bạn dùng một cái dây bóng đèn sợi đốt của đèn dây tóc á, các bạn đã thay thế cầu chì bảo vệ. Trong trường hợp các bạn
xác định cái hiện tượng mà chạm mạch nào, ngắn mạch nào, hoặc là chạm chập IC. Ở đây á, là mình vẽ một cái sơ đồ đơn giản nha các bạn. Đây là cái nguồn 220V AC ngõ vào các bạn. Rồi các bạn nối vô một đầu của cái bóng đèn dây tóc 220V luôn. Rồi các bạn nối vô cái mạch nguồn nè. Đầu tiên các thiết bị á, là từ nguồn AC đi vô là đúng là cái mạch nguồn của nó nha các bạn. Như các bạn nguồn LED driver nè, nguồn ATX nè, nguồn switching nè, hoặc là mình nguồn hạ áp. Thì đằng sau cái mạch nguồn á, nó sẽ có cái điện áp B cộng, hoặc là cái điện áp VCC ngõ ra nha các bạn. Kế bên đó, nó cái những cái điện áp này á, nó sẽ cấp cho một cái tải. Tải chẳng hạn như cái bóng đèn LED đi, hoặc là cái linh kiện khác, nó như con IC ổn áp. Kế tiếp cái mạch nguồn này á, là cái mạch dao động chẳng hạn. Thì nó nói chung là nó sẽ cung cấp cho cái phần thứ hai bên đây. Còn trong trường hợp cái nguồn mà B cộng á, nó hay cái nguồn nó bị ngắn mạch nha các bạn, là chập mạch nè, thì nó sẽ tạo thành một cái mạch kính, dòng điện nè nó đi qua bóng đèn nè các bạn. Tại vì cái chỗ này á, nó bị ngắn mạch hoặc hở mạch á, thì nó sẽ làm cho bóng đèn nó sáng nha các bạn. Thì cái này nó thay thế một cái cầu chì. Thay vì á, các bạn gắn một cái cầu chì đây nè, khi mà trường hợp cái ngõ ra của nó bị chập mạch hay ngắn mạch đó, thì cầu chì nó sẽ bị đứt ngang cái đây. Thì đây á, mình không có cái cầu chì, thì mình thay bằng cái bóng đèn dây tóc nha các bạn, 220V ha. Thì khi mà ngõ ra nó bị chạm chập gì đó, thì bóng đèn dây tóc nó sẽ sáng. Cái này cũng đơn giản, ai cũng làm được nha các bạn. Thì cái cách này để mà phát hiện cái quá trình mà bị ngắn mạch, chập mạch, hoặc là hư hỏng IC nè, chập IC nè. Ở đây sẽ có 3 trường hợp bóng đèn nha các bạn. Thứ nhất là nó không sáng nha các bạn. Có ý nghĩa là cái mạch này nó không bị chập nha các bạn. Trường hợp thứ hai, trường hợp sáng yếu nè. Trong cái trường hợp mà các bạn sửa cái bắp từ bắp ngoài các bạn, cái nguồn này nè, có chưa những trường hợp mà nó bị rỉ tụ các bạn, rỉ tụ là cái đèn nó vẫn sáng yếu thôi mà, hoặc bị hư con IGBT á, nó bị chạm chập, nó bị rỉ á, linh kiện á, thì nó cũng chạm cái đèn nó vẫn sáng nhưng mà sáng yếu, nó không có sáng mạnh nha các bạn. Còn trường hợp này các bạn sáng mạnh á, là bạn nó bị chập mạch luôn nha các bạn. Thì đây á, mình không nói về cái cách mà các bạn sửa nguồn của âm ly TV hoặc là bếp từ bếp ngoài. Ở đây mình nói về cái cách mà các bạn sửa nguồn LED driver của cái đèn LED nè các bạn. Thì đây á, các bạn cũng chuẩn bị cho mình một cái bóng đèn bình thường nha các bạn. Đây là cái bóng đèn dây tóc đèn sẽ đốt nha các bạn. Rồi. Một chân á, đây là cái dây của nó. Các bạn tháo một chân ra nha. Một chân các bạn nối nguồn. Một chân này các bạn nối vào một đầu của cái nguồn LED driver. Mình giả sử đi, mình có cái nguồn LED driver này nha các bạn. Của cái bóng đèn tiếp LED 8 hoặc cái đèn LED bulb ngoài, các bạn tháo ra bên trong này nè. Thì đây có cái cầu diode mà các bạn, cái IC chỉnh lưu á. Ở đây á, thì mình các bạn lấy một hai cái dây nha. Hai cái dây rồi các bạn hàn vô cái chân AC của nó. Nói chung là các bạn hàn đơn giản cái để các bạn test thôi. Mình ở nhà các bạn tự làm nha. Trước khi các bạn sửa chữa, ví dụ như các bạn kiểm tra cái bo nguồn LED driver nó bị hư nha, hay là nó không lên nguồn á, mà các bạn kiểm tra sơ bộ là cái đèn này á, nó không bị hư,
có nghĩa là chip led đó các bạn. Nó không, các bạn kiểm tra thấy nó không bị cháy nha các bạn. Các bạn kiểm tra nguồn trước cho mình. Đây các bạn, đây là cái bất kỳ nguồn nào cũng vậy các bạn. Nó có hai cái ngõ vào AC cắm điện trên AC chỗ này nha các bạn. Thì lúc nãy á mình có một cái bóng đèn nè các bạn. Mình nối vô rồi ha. Các bạn nối một đầu đèn vô cái đường AC 220V nha các bạn, nút cắm nè. Rồi các bạn lấy một cái đầu nối nhanh cho mình. Rồi các bạn mắc nối tiếp. Thay cầu chì nha các bạn. Các bạn mắc nối tiếp vô cái nguồn này nè. Đây mình sẽ mắc một chân nha các bạn. Rồi, cái chân còn lại của cái nguồn này thì các bạn nối vô nha. Nối vô cái chân AC không như nãy á, cái chân đầu này. Đây nè các bạn. Cái này cũng dễ nha các bạn. Tùy nó cách nối nó đơn giản. Đó, thay vì á các bạn nối trực tiếp nha, cái nguồn mạch nguồn nè. Các bạn nối thẳng vô cái dây điện 220V AC thì các bạn mắc một cái, thay vì mắc cái cầu chì á thì các bạn mắc cái bóng đèn ở đây. Phía trước của cái mạch nguồn nè các bạn. Một chân á thì các bạn nối vô nguồn cắm 220V mà, rồi chân các bạn mới nối vô cái mạch nguồn này nè. Thì khi mà nó chập mạch ngõ ra chậm chập gì đó thì cái bóng đèn này sẽ chín mặt nha các bạn. Cái đèn nó sẽ sáng, cái này đơn giản thôi. Cái này á người ta làm từ lâu lắm rồi. Từ thời cái năm 80 mấy 90 mấy á các bạn. Mấy thời đời đó có tivi trắng đen. Nói chung á anh em thợ thì sử điện tử á, người ta hay dùng cách này, người ta test thôi. Thì một số anh em mới hoặc là mấy bạn mới vọc hoặc chưa phải là cái chuyên ngành điện tử á thì các bạn hơi gặp khó khăn một tí, thì mình nói về cái cách này để các bạn test cho nó dễ nha. Rồi sau đó các bạn lấy cái nguồn, các bạn cấp vô cái nguồn 220V AC nha các bạn. Đây nó sẽ có mấy một vài trường hợp ở đây á, là cái bo nguồn bình thường thôi. Các bạn đừng để cho nó chập mạch nhiều nha các bạn. Ở đây là nó có hai trường hợp xảy ra, là một là không sáng, hai là sáng mạnh nha các bạn. Sáng mạnh là nó bị chập mạch á, nó bị có thể bị chạm chập IC, một là IC dao động á, hai là nó bị chập mạch, chập cái con IC chính lưu. Thì mình ở đây mình nói về cái mạch nguồn led driver nha các bạn. Còn mấy mạch nguồn khác á thì bên trong cái cấu tạo bên trong còn có mấy cái IC dao động nữa. Rồi, ở đây mời các bạn bật đèn lên nha. Các bạn nhớ quan sát nha các bạn. Bóng đèn nó sáng không nha. Rồi, các bạn bật lên nè. Khi mà các bạn thấy cái bóng đèn của mình nó không sáng nha các bạn, là chứng tỏ là nó không bị chạm. Thì lúc này các bạn có thể lấy ra các bạn đo kiểm tra, hoặc là các bạn tháo cái bóng đèn này ra nè các bạn. Tháo ra các bạn đo điện áp nha, đo điện áp đầu vào đầu ra hoặc là điện áp sau chính lưu á. Thì đây là cái bước đầu tiên để mà các bạn xác định nha các bạn. Trường hợp mà nhiều bạn á khi mà thay IC vô á, hoặc là thay ấy vô là các bạn vô tình các bạn làm chập cháy nổ á, thì nhờ cái bóng đèn này nè, các bạn mắc một cái là bóng đèn này nó sáng một cái là nó cũng đỡ một phần nào nha các bạn. Nói chung là các bạn xác định được, tại vì cái khi mà nó bị ngắn mạch, bị chạm mạch cái đầu ra thì cái bóng đèn nó sáng, thì dòng nó qua nó sáng nhiều nha các bạn. Đối với con mạch nguồn led driver này á thì chứng tỏ là nó không bị chập, bị chạm vậy nha các bạn. Thì các bạn có thể tiến hành với các bạn đo đạc, các bạn sửa chữa. Rồi để mình lấy một cái bo khác. Như vậy là cái bo này ok nha các bạn. Thì các bạn lưu ý cho mình á, một số những cái bo nguồn led driver của rạng đông á thì đây nó cũng có an toàn hơn là nó dùng một cái con
điện trở cầu chì ha, nó sẽ bảo vệ mạch nguồn đầu vô nha các bạn. Điện trở cầu chì nó trước được mắc trước khi nó vô cái cầu diode hay là cái IC chính lưu này nè. Thì đối với mạch bao nguồn của đạn đông á thì nó sẽ khá hơn mấy bao nguồn khác nha các bạn. Mấy bao nguồn khác á nó không có cái con điện trở cầu chì này nên nó bị chập á, là có thể nhiều khi nó cháy đứt cái đường mạch nha các bạn. Cái đường mạch này nè nó sẽ cháy, ví dụ mình giả sử đi cái đường mạch này nó nối vào AC trên AC á, nó cháy nó chạm chập luôn nha các bạn. Nhiều khi nó bị đứt chân trên bo luôn. Còn đối với những cái bo nguồn của rạng đông á, nó có con điện trở cầu chì nó sẽ bảo vệ. Rồi tiếp đây á, mình có một cái bo nguồn nó bị chạm nha các bạn. Thì các bạn cũng đo kiểm tra bình thường thôi, các bạn mắc nè, mắc nối tiếp. Một chân á thì đối với nguồn AC ngõ vô á, rồi một chân của ô nguồn á, các bạn nối với dây đèn nha các bạn. Đây là cái dây đèn nha, rồi sau đây các bạn cắm vô test thử coi cái bo nguồn led driver này á coi nó bị chạm bị chập hay không nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình bật nguồn lên nha. Các bạn thấy không, khi cắm nguồn vô là cái đèn này nó sáng nè các bạn. Cái bóng đèn này nó sáng là chứng tỏ là cái bo nguồn led driver nó bị chạm chập nha các bạn. Đây nè, cái này để các bạn test. Nói chung các bạn áp dụng trên tất cả các bộ nguồn, như các bạn sửa chữa cái nguồn switching á, hoặc là cái nguồn hạ áp trực tiếp 220V mà mình vừa trong video vừa trước đó, mình vừa hướng dẫn các bạn độ chế, các bạn có thể áp dụng những cách này cho mình luôn. Đó, các bạn đo kiểm tra cái gần mắt nối tiếp cái bóng đèn này vô là khi mà cái đèn này nó sáng á, chứng tỏ là cái bo nguồn này nó bị chạm chập nha các bạn. Rồi về lại lúc này á là các bạn có chỉ cần các bạn tháo ra, rồi các bạn đo kiểm tra là chắc chắn cái ngõ ra nó bị chạm. Và đa phần á, cái con IC này các bạn, mấy IC chính lưu á là bị chập đầu ra nha các bạn. Nhiều khi á đối với bo nguồn led driver này, cái mấy con IC nguồn led driver nè, IC dao động á, nó bị chập luôn các bạn. Mấy con này bị chập nó cũng làm chậm chập cái nguồn B cộng ngõ ra luôn. Thì lúc này các bạn có thể tháo bo ra nè, các bạn kiểm tra sơ bộ. Đa phần bị chập này các bạn tháo cái con IC chính lưu ra, nó hay bị chập nhất nha các bạn, bị chập đường ba cộng á. Chờ các bạn tháo ra các bạn đo hai chân cộng trừ ở đây nè, nó mà nó còn bị chạm nữa là chắc chắn là các bạn tháo cái con IC ra nè. IC này bị cháy nổ chậm chập á, nó sẽ làm cho hai chân này nó chạm nha các bạn. Còn đối với cái mạch nguồn hạ áp á, các bạn dùng tụ quạt nha, các bạn cũng làm tương tự ha. Thì cái chân, hai cái chân AC của cái cầu diode này các bạn, thì các bạn một chân các bạn nối tụ quạt, còn đây là cái này các bạn mắc thêm phía trước này nữa là một cái bóng đèn nè các bạn, để các bạn đo coi trường hợp mà nó bị chạm chập á là nó bị chết cái con IC chính lưu này nha. Lúc này á là nó chập cái ngõ ra thì các bạn tiến hành thay cái con IC chính lưu này là xong ha. Rồi và lại trong video này các bạn, vậy mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn dùng một cái bóng đèn xài đốt nha các bạn, các bạn để thay cho một cái cầu vô bảo vệ để các bạn xác định được cái hiện tượng chạm mạch ngắn mạch hoặc chạm chập IC. Thì một số bạn á không mà làm các bước này á, các bạn cứ thay IC vô là nó bị chạm chập bị chết IC nha các bạn. Tại vì IC nó cũng khó kiếm, với là IC dán nè. Ở đây mình có hai IC nha các bạn, một IC chính lưu nè, hai IC nguồn led driver, IC dao động á. Thì một hai IC này nó bị hay bị chạm chập á. Nên vấn đề ở đây là trước khi các bạn mà sửa chữa cái bo nguồn led driver, nên các bạn lấy cái bóng đèn sẽ đốt cho mình nha. Rồi cách mắc á, cái này áp dụng luôn tất cả các bạn sửa chữa nguồn trên thiết bị điện tử.
là các bạn mắc nối tiếp thêm cái bóng đèn dưới tóc ha, thay vì cái thay thế cầu chì là bạn xác định được cái bóng, cái hiện tượng bóng đèn không sáng hoặc sáng mạnh sáng yếu gì á. Là các bạn từ đây các bạn có thể xác định được cái nguyên nhân của nó nha các bạn, nhất là bị chạm chập IC hoặc nổ tụ hay là bị chập cái mạch nó ra phía sau này, nếu mà có mạch cái mạch nó ra mà đẹp lộng gì á, hoặc là cái mạch cấp nguồn thứ cấp á thì nó bị chạm chập, nó cũng gây ra hiện tượng là chập cái bờ nguồn nó ra của cái mạch nguồn phía trước nha. Video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì đó, các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ hướng dẫn hỗ trợ các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.